Cái Tết ở Sài Gòn thì nó khác một cái là những ngày Tết, những ngày xuân về đó thì Sài Gòn nó trở nên vắng vẻ hơn. Tại vì đa phần là dân nhập cư thì người ta về quê, thì đường phố rất là vắng. Giống như là trên Đà Lạt chẳng hạn, ví dụ nó vắng như vậy đó. Thì cái không khí nó chỉ trộn rộn những ngày trước Tết thôi. Như là tới 30 thôi, còn sau ngày Tết đó thì nó rất là vắng. Nó chỉ đâm những chỗ mà khu vui chơi này nọ rồi người ta thăm hỏi nhau thôi. Mà vắng hơn ngày thường, đúng rồi, vui thì trong bụng mình vui thôi. Còn người ta về quê rồi hết rồi, đâu có ai ở đây đâu, người ta nó vắng. Tết nó vắng hơn mọi khi, tại vì tôi về quê đó. Nó cảm thấy nó không khí nó xe lành lạnh, nó cảm thấy nó hay hay. Ở Sài Gòn là khí hậu ôn hòa, là mát mẻ thôi chứ không có lạnh. Ngoài Bắc bây giờ là rét chứ không phải lạnh. Ngồi là run run. Mặc mấy áo cũng run. Chỉ không có cái gì khác lạ, cái tờ cũng Tết nhất là cũng nồi thịt với nồi canh nhiêu đó thôi. Cũng còn như mấy ngày đó không đi chợ vậy, mua ăn 3 ngày. Tết thì còn đúng là vui thì nó không vui, nhưng mà nó không vui là Tết nó cái vùng quê. Nó về thăm đoàn tụ ông bà, cha mẹ, nghèo giàu gì nó cũng có về. Nhưng mà Tết ở Sài Gòn á, có tiền thì nó vui hơn. Nó không tiền thì chịu thua rồi. Quá rất là nhộn nhịp. Hiện bây giờ họ đang chuẩn bị ăn Tết rồi đó. Nhiều nhà chuẩn bị vui vẻ rồi đó. Về mặt chính quyền thì khỏi lo rồi. Đường phố nàng đuốc ở đây này cũng trồng cây trồng hoa liên tục luôn. Trời tới Tết luôn ở đây này. Ở trong khu phố nhỏ đây thôi. Ở đâu coi nhà nước cũng vẫn là quan tâm cái vấn đề mà tích nhất đồng bào. Để hưởng một cái Tết là vui. Cái Tết năm nay phải nói là hơn 41 năm. Sau ngày giải phóng thay đổi rất nhiều cái diện mạo. Con thấy không, trước mắt chú là cái bờ kênh hồi đó đen ngòm, dơ bẩn. Bây giờ môi trường ở đây xanh, sạch, đẹp. Và dân bây giờ khá hơn trước nhiều con. Đời sống nâng lên rõ rệt. Bây giờ thì lớn tuổi rồi chú, tôi chỉ mong muốn là nó khỏe mạnh, hết bệnh tật. Đó. Nhưng như còn trẻ, tôi còn nghĩ đến Tết rồi, sang năm mới đi làm này kia nọ đó. Cùng lớn rồi, giờ thu rồi, đâu có còn gì nữa nghỉ. Mình chỉ mong là sức khỏe, sang năm sức khỏe tốt. Có mong muốn gia đình mạnh giỏi là được rồi. Hằng ngày sống cũng đầu năm, cuối năm cũng vậy thôi. Năm mới thì cô mong muốn là cái đất nước của mình thì nó được, lúc nào nó cũng được yên ổn, được thanh bình. Rồi xong rồi người dân thì giúp đỡ lẫn nhau. Tự vì bây giờ cô thấy nhiều đoàn nó đi làm từ thiện đó, cô thấy cái đó thì nó cũng rất là hay. Tôi rất là mong muốn và cũng cầu chúc cho mọi người là được thứ nhất là xã hội bình an, mọi người đều được làm theo cái sức và cái trí của mình. Và cái tình giữa con người nó gần nhau hơn nữa. Cái đầu tiên là sức khỏe. Em cái sức khỏe là cái vốn quý nhất, sau đó là đến gia đình, con cái rồi xã hội và phát triển. Quý vị thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Camera Cận Cảnh của chúng ta ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hy vọng quý vị sẽ luôn là những người bạn đồng hành với Camera Cận Cảnh. Thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin chúc quý vị có một cái Tết thật vui vẻ, thật ý nghĩa cùng với gia đình của mình. Bên cạnh đó không quên một cái Tết an toàn, đúng không Ngọc? Mọi ý kiến đóng góp dành cho chương trình, quý vị vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email cameracancanh@mcv.com.vn hoặc số điện thoại 0938980305. Quý vị có thể gọi tới số điện thoại này để chúc mừng năm mới. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Thanh Thảo và Khương Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị.